Chào các bạn nhé. Đây là dây mạng hay còn gọi là dây LAN, dùng để truyền dẫn tín hiệu internet từ modem đến các thiết bị như TV, máy tính, camera, vân vân. Sợi dây này thường được cho tặng kèm theo khi mua các thiết bị sử dụng mạng, nhưng nó chỉ dài khoảng 1 đến 2 mét thôi. Trong thực tế thì tùy vào từng công việc mà sợi dây này sẽ cần độ dài ngắn khác nhau. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cách bấm đầu dây mạng để mọi người có thể hiểu rõ hơn về nó. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là sợi dây cáp mạng dài, chưa được gắn hai đầu. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể gắn hai cái đầu G45 này vào sợi dây để có thể lên mạng, kết nối internet? Còn đây là hai cái đầu sợi dây cáp mạng. Sau khi được gắn thành công, các bạn có thể quan sát trên màn hình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nhé. Đây là các hạt đầu bấm mạng hay còn gọi là đầu G45. Việc kết nối được chuẩn xác và bấm dây được dễ dàng hơn, phần lớn là phụ thuộc vào các cái đầu bấm này. Vì thế các bạn nên chọn mua loại tốt. Ở các đầu rẻ tiền thì các chân tiếp xúc nó cũng mỏng, yếu, sẽ rất là khó làm và tiếp xúc cũng kém hơn. Và đây là cây kìm mà tôi dùng để bấm mạng nhé. Hiện nay việc bấm đầu dây được làm theo hai chuẩn A và B. Bây giờ chúng ta cùng làm chuẩn A trước. Trước tiên bạn cần tách bỏ lớp vỏ ra khỏi cái đầu dây. Sau đó bạn bóc lớp kim loại chống nhiễu. Cắt bỏ những phần không cần thiết. Sau khi cắt bỏ lớp vỏ ra khỏi đầu dây thì các bạn nhìn thấy có 4 cặp dây được quấn vào nhau từng đôi một. Và bây giờ chúng ta cùng sắp xếp lại vị trí của từng sợi dây theo bảng màu sắc bên trên. Nắn nhẹ để các đầu sợi dây được duỗi thẳng. Và sau đó dùng kìm cắt bằng đầu dây. Tiếp theo là chúng ta nhẹ nhàng gắn đầu G45 vào. Dùng kìm bóp thật mạnh để cho các chân đồng được tiếp xúc với các đầu sợi cáp một cách tốt nhất. Như vậy là chúng ta vừa bấm được một đầu dây. Đầu dây còn lại thì chúng ta cũng bấm tương tự như cách vừa mới hướng dẫn ở trên nhé. Đây là bộ test cáp. Nếu như bạn nào không biết chỗ mua thì có thể IP cho mình nhé. Việc test cáp này cũng rất là đơn giản.
bạn chỉ việc cắm hai đầu dây vào cổng J45. Và nếu như chúng ta nhìn thấy đèn sáng lần lượt từng cặp số từ 1 đến 8 thì dây hoạt động tốt. Trong trường hợp nếu như đèn sáng từng cặp số không chạy lần lượt theo đúng thứ tự từ 1 đến 8 thì bạn cần phải kiểm tra lại đầu bấm và chúng ta thao tác lại nhé. Bây giờ tôi xin được tiếp tục hướng dẫn bấm dây theo chuẩn B nhé. Tương tự chuẩn A, bạn chỉ việc thay đổi vị trí cặp dây màu xanh lá vào vị trí cặp dây màu cam là ok. Các cặp dây còn lại không thay đổi. Như vậy là hôm nay tôi vừa mới chia sẻ cách bấm dây mạng theo hai chuẩn A và B. Nếu thấy hay, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video tiếp theo. Thiên Phúc Vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.